cầm 100 triệu đi mua xe ô tô thì các bác mình có thể tham khảo chiếc xe này nhá. Đây, chiếc xe Audi Q7 và được sản xuất năm 2007, số tự động. Động cơ của chiếc xe này là máy 4.2, 7 chỗ ngồi. Đấy, một dòng xe mà lúc mới của nó lên đến cả là gần chục tỷ đồng. Và form dáng các bác nhìn xem, đến bây giờ vẫn còn cực kỳ là đẹp. Và để mà nói về độ chất của chiếc xe này đi ạ, thì cũng sẽ rất ít có những con xe khác mà nó được mới như con này các bác nhá. Xe rất đẹp luôn và rất là mới luôn. Mời các bác xem cảm nhận về chiếc xe này của bên em. Và nội thất bên trong của chiếc xe này trang bị rất hiện đại và tiện nghi an toàn các bác nhá. Đấy, máy số cực ngon, củ máy zin. Nội thất của xe là da zin, như là phần tắp lô này, phần tắp đi này, phần ghế này. Ghế này của xe đều là ghế da zin nhá. Túi khí an toàn được làm xung quanh xe luôn. Và nguyên chỗ này thôi thì có thấy là rất nhiều phím điều khiển luôn này con này. Đấy, màn hình giải trí nguyên bản theo xe. Đấy, và lốp start top đề lối thông minh nằm ở vị trí này và cũng có thể là mình cắm vào đây được nhá. Đấy, do sử dụng ít cho nên là vô lăng mới được đẹp như thế này các bác nhá. Các bác nhìn xem này, vô lăng 4 chấu của xe đẹp chưa? Và có cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá. Đấy, một cửa to và một cửa bé. Ghế điện trang bị bên đây và ghế điện trang bị cả ở bên kia nữa các bác nhá. Đấy, táp lô đây, các bác nhìn xem này. Đấy, táp lô của xe đây. Da của nó đẹp chưa? Đây, da của nó còn rất là mới nha các bác nhá. Và đây là một chiếc xe hoàn toàn không có lỗi gì các bác nhá. Đấy, không lỗi gì các bác nhá. Cam kết và đảm bảo cũng như là bảo hành cho các bác mình về chất lượng xe luôn. Các bác nhìn xem, na răng 5 chấu kép. Đây, nhìn rất là sang và sáng bóng này. Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh, có hệ thống chống trơn trượt có thể đủ nhá. Phía sau đấy ạ, thì có thấy là có một đôi bô, đúng không ạ? Và có những mắt cảm biến chống va chạm phía sau. Đấy, logo 4 vòng tròn kia và biển Hà Nội tên tư nhân sang tên đổi biển bình thường các bác nhá. Đèn trước đèn sau của xe còn khá mới. Đây, còn khá mới luôn. Đấy, mới được sơn, các bác nhìn xem rất là mượt. Sơn màu xám các bác nhá. Là răng cỡ to các bác nhá, là răng cỡ to. Đấy, chiếc xe này mà nếu ai không biết nhìn vào nó thì lại cứ tưởng đây là chiếc xe là vài tỷ đồng, đúng không ạ? Audi Q7 to đùng như thế này cơ mà, đúng không ạ? Ai nghĩ là chiếc xe này rẻ tiền như vậy đâu, đúng không ạ? Và tầm cuối video thì em sẽ cho các bác mình biết một mức giá, gọi là một cái tầm giá các bác nhá, một cái tầm giá. Bây giờ thì em sẽ đọc cái chức năng của chiếc xe và sẽ quay vào những phần chi tiết từng khu vực, từ khu vực 1 để các bác thấy được là chiếc xe này của em nó như thế nào các bác nhá. Đấy, thì các bác thấy này, đèn pha này là đèn pha xịn nguyên bản theo xe và còn rất là sắc nét, còn rất là mới đây. Có bi cầu thủy tinh nằm bên trong nhá, có rửa đèn pha được nằm ở đây nhá các bác nhá. Rồi có những mắt cảm biến chống va chạm, đây là 1, 2, 3, phần đầu là có 4 mắt cảm biến, phía sau cũng có các bác nhá, gọi là cảm biến xung quanh xe luôn đấy các bác ạ. Đây, phần mặt nạ ca lăng của xe đây. Những cái đồ nhựa các bác nhìn xem này chưa gãy vỡ gì cả mà có thiết kế viền inox ở phần mặt nạ ca lăng này rồi. Đây, logo đây. Đấy, biển số dễ nhớ và đẹp mắt đúng không ạ? Rất to cao hầm hố. Có xe này máy zin các bác nhá. Đấy. Máy zin, keo chỉ zin, nội thất zin. Xe với độ zin còn rất cao, rất là cao luôn. Đây, những cái đường gân này các bác nhìn này, đường gân này nó thẳng tắp luôn này. Có xi nhan báo rẽ trên gương, có cục gương các bác nhá. Đấy, đây là thanh gạt mưa. Và khung sườn tôn vỏ của dòng xe Đức này, của dòng xe châu Âu này, nó rất là cứng, dày dặn và rất là chắc các bác nhá. Chạy cực kỳ đầm và êm ái. Có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa đây các bác này. Đấy, có lẹp kính này. Kính của xe này vẫn là kính zin các bác nhá, được dán xung quanh rồi và kính của xe không hề xước. Không hề xước các bác nhá. Keo chỉ phần cánh cửa, cốp cabo xe vẫn còn nguyên hết. Rồi các bác nhìn xem này, tất cả keo chỉ của nó các bác nhìn này, keo chỉ nó còn nguyên bản nguyên zin hết này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đồ nhựa phần nội thất bên trong của xe nhá, rất đẹp, rất là sáng và tươi, đen xì này các bác nhìn xem, những đồ nhựa đen xì và những răng của nó chưa bị xấu kém tí nào cả. Chỗ này có loa này và những cái bàn nề của nó còn rất là dày và cứng cáp chắc chắn các bác nhá. Riêng dòng xe này cái bàn nề của nó rất là cứng luôn, dày dặn. Loa âm thanh của xe là loa bô và nghe khi mình bật nhạc sàn này đập tức ngực luôn. Đấy, cốp được ấn mở bằng điện đây và mở xăng cũng là ấn mở bằng điện các bác nhá. Đây là gương kính điều chỉnh điện nằm ở vị trí này. Đấy, còn đây là chế độ nhớ ghế này các bác này, 1, 2, 3 chế độ nhớ ghế luôn, 3 vị trí nhớ ghế luôn. Còn đây là cục gương, còn đây là chốt cửa trung tâm. Đấy, tắp ni này được thiết kế bằng chất liệu da nhá, là loại da xịn cao cấp nguyên theo xe nhá. Đây, chỗ này bằng sơn vân gỗ này. Đấy,
viền inox này. Đấy, và da của xe các bác nhìn xem da đẹp chưa. Đấy. Đấy, ghế điện đây nhá các bác nhá. Ghế điện đây mình có thể điều chỉnh bằng cây nút này. Đây nút này các bác nhá. Đấy, và các bác nhìn này, những cái tem của xe vẫn còn rất là mới đẹp này, và cái phần khóa của xe còn rất là sáng luôn này các bác này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Và bàn này cánh cửa đây các bác nhìn này. Đấy, và những cái tem các bác nhìn này nó vẫn còn nguyên luôn. Đấy, cột kèo đính tán của xe nó là nguyên bản với zin, dòng cửa xe đều là dòng xịn các bác nhá. Đấy, có thêm một nốt ở trên đây rồi, và túi khí an toàn đấy ạ, thậm chí ghế này cũng có túi khí an toàn luôn, các cột đều có túi khí an toàn các bác nhá, táp lô rồi vô lăng của xe đều có túi khí an toàn hết. Đấy, và vô lăng của xe là vô lăng auto tự động nhá, vô lăng gật gù auto tự động đây, bằng điện nhá, vô lăng này điều chỉnh bằng điện luôn, và có đi ga tự động cruise control các bác nhá. Đây này, đấy, đây là đèn điều chỉnh đèn. Và vô lăng của xe đây các bác nhìn xem này, da của vô lăng vẫn còn ok luôn này. Đấy, da vô lăng của xe là cũng chưa bị mòn này. Đấy, nó chỉ hơi mòn một tí xíu thôi các bác nhá. 2007 đăng ký 2008 đến bây giờ mà nó được như vậy thì thực sự là quá đẹp rồi đúng không ạ. Đây cho các bác xem cửa gió xe này, có mỗi cửa gió thiếu cái lan thì em sẽ thiết kế luôn cho các bác nhá. Cửa gió bên đây các bác nhìn xem này, rất là đẹp này, và có viền bọc mạ chrome xung quanh rồi các bác này. Đèn đây, đèn của xe là đèn auto nhá, các bác nhìn thấy chữ auto đây chưa? Đèn auto tự động đấy ạ. Và mặt đồng hồ đây, rất sắc sảo luôn. Táp lô này bằng chất liệu da nhá, là loại da xịn. Sàn của xe là sàn 5D các bác nhá. Đây là phanh tay này, còn đây là phanh chân, còn kia là bàn đạp ga. Có thể mở cabo đây. Đấy, chi tiết nhá, kể cả như là ở tay nắm cửa sau cũng được thiết kế một tay, một cái nút bấm từ một chạm đây các bác này. Đấy, bấm đây nhá. Bấm đây. Vâng. Đây mép cửa các bác nhìn xem này, phần nòng trong này các bác nhìn xem này, ok đẹp chưa này. Đấy, có khác gì là những chiếc xe đời cao đâu đúng không ạ, không khác gì là chiếc xe đời cao cả, vì là nó còn dự đến bây giờ nó vẫn còn quá mới luôn các bác ạ, quá mới luôn so với cái đời này, nó còn quá mới đúng không ạ. Đây, chỗ này thì các bác thấy là có nút bấm để chốt cửa đây, tay cầm tay nắm tay bám đây, chỗ này gạt tàn thuốc lá các bác nhá, để công tắc kính cửa đây, loa toàn bộ là loa bô hết, nghe rất hay. Chỗ này được đồ nước thoải mái này các bác này. Và đây là phần lòng trong cánh cửa đây các bác nhìn xem, lòng trong sơn xi của xe vẫn là sơn zin các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Phần khóa của xe các bác nhìn này, rất mới luôn này. Dòng này của xe đều là dòng xịn đây các bác nhìn xem. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp rồi đúng không ạ? Ghế này thì mình có thể là gật gù được nhá. Ghế trên, ghế dưới, trước sau đều là ghế da xịn cao cấp nguyên theo xe, nguyên theo xe nhá. Ghế theo xe đấy ạ. Đấy. Chỗ này có một cái tí tay, và cũng là cái chỗ để cho mình đựng nước, đựng đồ. Ở đây thì các bác thấy là có cả cửa gió thổi phía sau, và chỉ có những công tắc để mình điều chỉnh điều hòa nhá. Đây, chiếc xe này hai dàn điều hòa, mà đây là công tắc này, là đây là một ổ công tắc này là để điều chỉnh chỗ hàng điều hòa phía sau các bác nhá. Vâng, đây này, đây có cửa gió điều hòa nữa các bác này. Đấy, ba vùng điều hòa, xe thiết kế là có ba vùng điều hòa, và thiết kế là hai dàn điều hòa nhá, hai dàn điều hòa thổi cho ba vùng. Có bậc bệ bước lên bước xuống đầy đủ đây các bác này. Đấy, em đóng cửa lại cho bác xem này, cửa đóng chắc lịch êm ái. Đấy, đóng rất là chắc lịch, rất là êm ái nhá. Đây các bác nhìn này, đây, rất là chắc và êm ái luôn. Đây, rất êm. Lốp dày nhá. Những chiếc xe mà đến từ châu Âu thì các bác biết là cái độ an toàn nó rất là cao rồi, và chạy thì cực kỳ là sướng êm rồi, đúng không ạ? Và Audi Q7 thì em đang có tổng 4 con các bác nhá. Một con đỏ và hai con xám như này, một con màu ghi bạc nữa. Đấy, đều là 4.2 bạc đủ hết. Đấy, dòng xe này thì thời gian vừa qua thì bên em bán rất là nhiều luôn, và bán rất là chạy luôn. Đấy, được nhiều người quan tâm và tin dùng, bởi vì là cái form của nó đẹp, đúng không? Giá tiền của nó thì nó cũng tương đối là hợp lý, nó không cao. Đấy, đời thì nó không cao, nhưng mà bên em toàn chọn những chiếc xe mà chất lượng cao thôi. Đời không cao nhưng mà chất cao còn hơn là đời cao mà chất kém đúng không ạ? Nhiều con là đời cao mà chất hơi kém đấy. Các bác nhìn xem, con xe này của em là đời thấp nhưng mà chất rất là cao luôn. Từ cái phần đèn các bác nhìn này rất là mới này. Đấy, những cái mắt cảm biến chống va chạm phía sau đây các bác này. Đấy, cốp của xe là cốp mở bằng điện nhá. Đấy, cốp mở điện, đây có cái gạt mưa này. Ở chỗ này có một cái đuôi gió này. Vâng, đây em đưa cốp lên cho các bác xem đây. Và chỗ này có một công tắc bấm để cốp đi lên đi xuống đây các bác này. Đấy, còn đây là cái phần khoang phía sau đây, chỗ này vẫn được đồ này. Đấy, ở dưới một cốp đồ nữa các bác nhá.
Đây hàng ghế phía sau đây, hàng ghế này thì mình có thể nâng lên và hạ xuống bình thường. Ở chỗ này thì các bạn thấy là có cửa gió này các bạn này, có cửa gió nhá. Đấy, và bên kia cũng có cửa gió nhá. Đây hàng ghế phía sau cùng đây. Cái vị trí giữa này thì mình cũng gập lại xuống được nhá. Túi khiên toàn thì thậm chí đây các bạn này, chỗ này có túi khiên toàn này, tất cả cột đều có túi khiên toàn nhá, cột này này, rồi cột này này, cột giữa này và cột trên cùng nữa, tất cả cột đều có túi khiên toàn hết nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Cốt thì mình có thể nâng lên cao hơn nữa cũng được, hoặc là nâng tầm đấy cũng được các bác nhá, tùy theo ý sở thích của các bác. Xe nó đẹp đều và nó chất đều, mới đều luôn, không có chỗ nào thấy là số kéo cả, không có chỗ nào số kém cả các bác nhá. Đấy, na răng của xe rất là mới đúng không ạ? Lốp của xe thì nó còn vậy vậy các bác nhá, chạy thoải mái. Đây mép cửa tiếp theo, mép cửa cánh thứ ba nữa, em quay các bác xem này, các bác nhìn này, những con bu lông, những con vít này các bác nhìn xem, đen xì đen kít luôn, gioăng cửa đẹp này, keo chỉ zin này. Đấy, gioăng cửa đẹp, keo chỉ zin đây. Đồ nhựa xe rất là tươi mới luôn, đồ nhựa xe các bác nhìn này, đồ nhựa, đồ da của xe rất là tươi mới luôn này các bác nhìn này. Đấy, da là da zin nhá, do sử dụng và cầm nắm sờ vào những vị trí này ít cho nên là nó còn mới như này các bác nhá. Đấy, chỗ này cũng là cái vị trí cho mình gạt tàn thuốc lá đây. Đấy, và cũng đắp kính cửa đây, tay vào cửa đây, chốt cửa đây, rèm che nắng ở dưới đây nhá các bác nhá. Đấy, chủ trước tháo cái rèm rồi. Đấy, sơn vân gỗ đây các bác nhìn xem rất sang trọng. Đấy, những cái gioăng này của xe các bác nhìn xem còn đẹp mắt và cái móc khóa còn rất là sáng, lòng trong các bác nhìn xem này rất mới luôn, gioăng cửa xe không rách, ghế này có thể gập lại được nhá. Đây mình kéo đây để gập lại này. Đấy, gập lại xuống như thế này và mình có thể gập lên, gập được, đưa dịch lên và đưa dịch xuống, như là mình gập hẳn để mình bước vào phía sau cho dễ dàng hơn các bác nhá. Đây khu vực ghế, hàng ghế phía sau đây. Đấy, cửa sổ trời, cửa sổ lốc của xe đang hoạt động bình thường. Cái này thì không biết là ai bám vào nó hơi bẩn một tí nhưng mà em lau hết thôi nhá. Cái trần này lau rất là đơn giản luôn vì là nó chỉ hơi bẩn bên ngoài thôi. Đấy, cửa đóng rất chắc và êm ái. Chỗ này có nút bấm từ để mình khi mình chốt cửa cũng là mình mở cửa nhá các bác nhá. Ấn đây. Đấy, các bác nhìn xem kính đẹp chưa này. Ở phần dưới đây có một cái body thiết kế là màu ghi vàng đúng không ạ? Đây nhá. Keo chỉ cánh cửa đây. Đấy. Ok không các bác? Các bác ngồi dành tay nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với nhá. Xin cảm ơn. Nhấn like như thế này này và có nút mút, có cái nút mũi tên đấy ạ. Các bác ấn vào đấy mình chia sẻ các trang nhóm hoặc là mình chia sẻ lên trang cá nhân nhá. Để lưu lại video hoặc là mình sẽ có những cái mình thuận tiện hơn để giao dịch với bên em các bác nhá. Đây em đang quay thêm cho các bác mình xem chi tiết cái phần đồ nội thất bên trong này. Vâng, ở đây nữa này các bác này. Đấy, chỗ này thì nó là bụi bẩn bẩn thì thôi. Đấy, lau đây là đẹp ngay, mới ngay. Các bác nhìn này, mới ngay lập tức đúng không ạ? Đấy, là một chiếc xe chất lượng. Đây nhá, bách cửa này. Đấy, đắp lô nó là các bác nhìn này. Chất liệu da đấy, da này rất khó đấy mà không nên mà kém các bác nhá. Rất khó luôn. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe nằm ở vị trí này nhá. Hệ thống điều hòa đây. Điều hòa của xe là điều hòa auto. Đầu đài giải trí là nguyên bản theo xe, âm thanh nghe cực hay. Âm thanh nghe rất hay các bác nhá. Nghe rất sướng luôn các bác ạ. Còn đây là chìa khóa của chiếc xe nhá. Đây bấm mở cốp các bác ấn vào nút này này. Ấn nút này là mình sẽ mở cốp, còn ấn này mở cửa, chốt cửa này là ấn được mở cửa đây. Và có thể thì mình cắm vào đây để mình mở cái hệ thống lên hoặc là mình ấn đây cũng được nhá. Và cắm đậy được nhá. Đấy. Và km của chiếc xe thì các bác thấy này, mới chạy được có 8 vạn km thôi, quá là mới luôn, như là những chiếc xe đời cao luôn đúng không ạ? Mặt đồng hồ nhá. Đấy, chỗ này là có một cái gương chống chói này. Đấy, cửa sổ trời và công tắc đèn trần được bật trên đây nhá các bác. Đấy, màn hình đang hoạt động rồi các bác kìa. Màn hình đang khởi động lên rồi. Đấy, màn hình rất là trong luôn. Màn hình của xe rất là mới luôn này. Ở đăng kiểm tháng 4 năm 23 các bác nhá. Ở chỗ này có túi khiên toàn đây. Các bác nếu mà thích chiếc xe này rồi nhanh tay nhấc máy gọi điện em luôn nhá để chốt giá đẹp nhá. Các bác yên tâm là giá đẹp cực kỳ luôn. Giá tốt thì luôn. Đấy. Đèn đây, đèn cũng đang khởi động lên rồi.
À, và các bác nhìn này, có đèn bi cầu nha, đèn này bật nó sáng nha các bác nhá. Ở chỗ này có đèn, chỗ này là rửa đèn pha đây. Trong này có một cái vòi nó thò ra để mình xịt rửa đèn pha nhá. Tự động luôn nhá. Bằng điện luôn chứ không phải là cơ đâu. Đấy. Kính trúc bên ngoài nội thất bên trong của xe các bác nhìn xem rất mới luôn. Sơn xì bóng mượt, thân vỏ của xe không có lỗi va chạm gì, chỗ này nó căng đều như vậy các bác nhá. Sơn xì thì bóng không một chỗ xước nào cả. Sẵn dùng sẵn đi thôi. Đổ xăng là chạy thôi. Và nếu mà bác nào mà chạy đường trường, chiếc xe này nó sẽ tầm khoảng là 9 đến 10 lít, 9 đến 10 lít xăng trên 100 km. Và em có thể đổ xăng cho các bác mình test thoải mái luôn. Nếu đi đường phố thì nó trên 10 lít các bác nhá, xác định như vậy. Nhưng mà nó chỉ tầm khoảng là đường phố thì các bác mình bỏ ra tầm khoảng là 13 đến 14 lít xăng thôi. Đấy, khẳng định các bác là chỉ tầm đấy thôi các bác nhá. Vâng, rồi chiếc xe này thì em quay các bác xem nội ngoại thất rồi. Bây giờ là đến phần gầm cũng như là phần khoang máy của chiếc xe. Bác thấy được là chiếc xe này độ đẹp, nó như thế nào. Các bác nhìn này, cái phần cô lốp của xe, cái lỉ lốp còn đẹp nguyên này các bác này. Đấy, cái lỉ phần cô lốp của xe nó vẫn còn đẹp nguyên luôn. Ở đây, này các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn đẹp nguyên luôn. Vâng, và lỡ nhá. Đây. Đấy, chi tiết và từng phần một cho các bác xem này. Lắm này, các bác nhìn nhá. Đây nhá, thấy chưa. Đây là gầm của xe. Thân gầm của xe, khung gầm, thân vỏ của xe nhá. Các bác yên tâm, không đổi gì cả mà không mục mọt gì đâu. Vâng, tiếp theo là phần khoang máy động cơ, phần khá quan trọng đúng không ạ? Máy của xe thì không bàn không thể chê được các bác ạ. Máy của xe cực ngon luôn. Và đây là phần khoang máy, các bác nhìn này, đây khoang máy đây nhá. Đây, máy dọc cầu sau. Và đây là phần khoang máy, các bác nhìn xem này. Đấy, máy đẹp lắm. Máy zin các bác nhá. Máy cực chất luôn. Máy số của xe thì không bàn, chê được. Các bác có thể là cho thợ hay là cho bất cứ ai đến test kiểm tra thoải mái. Và bên em có thể cho các bác mình cầm xe về. Đấy. Mang xe về phát hiện ra có lỗi, bác mình mang đến em hoàn lại tiền cho nhá. Đơn giản thôi. Vâng, đây là toàn bộ tình trạng chất lượng của xe Audi Q7 2007 này. Đăng ký 2008 thôi nhá. Số tự động, máy 4.2. Đấy, và các bác mình có thể thêm tầm khoảng hơn 400 triệu nữa để mình dính chiếc xe này về. Hơn 400 cũng mới để 100 đúng không ạ? Hơn 500. Vâng. Ok nhá, video này thì em đã quay và giới thiệu cho toàn thể các bác mình xem chi tiết rồi. Các bác liên hệ sớm cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Ba số này, ba số bên em kết nối dùng Zalo. Địa chỉ bên em tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, phố Hải Dương. Đối diện với 225 các bác nhá. Vâng, với lại là bác nào có nhu cầu mua bán hoặc trao đổi xe, các bác liên hệ trực tiếp với bên em theo ba số đó. Đấy, có cả mua xe là bên em đang cần mua một số lượng xe lớn và cũng như là đổi xe các loại các bác nhá. Bên em có ship và chuyển xe tận nơi, tận nhà, tận địa chỉ các bác yêu cầu. Đấy, và có hỗ trợ sang tên đổi biển, công chứng ủy quyền cho mình. Và con xe này thì biển 29 rồi, bác nào mà không muốn thay tên đổi biển thì mình nhập công chứng đi được rồi các bác nhá. Vâng, và các bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube, chưa nhấn theo dõi trên trang Facebook, chưa nhấn follow trên kênh TikTok thì mình hãy nhấn luôn để cùng đồng hành, cùng biết thêm những video mới của bên em các bác nhá. Vậy là video chiếc xe này thì em quay xong rồi. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm ủng hộ ạ.